Vâng. À, báo cáo này, báo cáo cả nhà là sắp sửa đến ngày 30 tháng 4 rồi. Tôi cũng là một người dân Việt Nam cũng đang náo nức chờ đón cái ngày lễ để được nghỉ ngơi, đồng Vâng. thời là kỷ niệm ngày Việt Nam thống nhất. Thì mấy ngày hôm nay là tôi cũng thực tế là nói là ở chỗ chỗ tôi đang sống này này, là tôi đang sống với rất nhiều những người mà ngày xưa gọi là chế độ cũ ấy, Vâng. là dùng là cái từ ngụy quân ngụy quyền đấy. Là năm nay các Ok. bác ấy là khoảng 80, hơn 80 rồi. Vâng. Tôi cũng thường thường ngồi tâm sự với người ta. Thế thì tôi cũng đưa ra một cái câu hỏi như thế này với người ta, là tôi hỏi là thế bây giờ là bác nghĩ thế nào về cái từ ngụy quân ngụy quyền? Thì là chính cái người trong cuộc ấy thì người ta nói là tốt nhất là không nên thay đổi, vì đó là lịch sử. Vâng. Trước kia chúng tôi sống ở trong miền Nam, chúng tôi cũng được sự giáo dục của một chiều, chúng tôi cũng không biết thế nào là ông Hồ và không biết là cộng sản là như thế nào cả, Dạ. bởi vì chúng tôi cũng chỉ là giáo dục từ một chiều. Cho nên rằng là người ta nói thế này này, người ngoài Bắc thì tôi chưa thấy cái cảnh là đi càm đi quét ở các vùng nông thôn là người Việt Nam giết người Việt Nam, nhưng ở trong Nam ấy, chúng tôi là vì đi lính để kiếm tiền nuôi cả nhà, Đúng rồi. cho nên là chúng tôi được mở những cái trận càn quét của những người đồng bào ở các vùng thôn quê. Những cái vùng thôn quê thì thực tế là trong miền Nam lúc đó rất là nghèo, chỉ có những người sống mà bám vào cái đồng lương của Mỹ, đi lính để bám vào cái đồng lương của Mỹ là được sống sung sướng. Đây là bởi vậy chúng tôi đi càn quét là chúng tôi nã đạn vào bất kể những cái chỗ nào mà chúng tôi cảm thấy nghi trong đó có Việt Cộng, nhưng thực tế trong đó thì Việt Cộng thì có rất là ít, nhưng mà người dân vô Nhưng chưa tội thì nhiều. lại trở thành nhiều, Dạ. còn lại nhà là nhiều. Cho nên là cái từ ngụy quân ngụy quyền này theo cái người trong cuộc ấy, người ta bổ là cứ để cho đó là lịch sử phán xét, Đúng không? không nên bỏ đó. Bởi vì chơi chơi mấy người Mỹ chơi với người Mỹ người ta dựng nên Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm, nhưng khi Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm không còn giá trị gì nữa Dạ. thì cái âm mưu đảo chính giết Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm cũng lại là người Mỹ. Sau đó cái lợi ích của Mỹ ở Việt Nam, cái lợi ích của Mỹ ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam không còn giá trị nữa, họ thấy cảm thấy tốn tiền mà không còn giá trị nữa thì họ cũng lại bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Cho nên là chơi với người Mỹ là nó chỉ có lợi thôi, còn khi nó thiệt là nó sẵn sàng giết và sẵn sàng bỏ rơi. Dạ. Và người ta cũng nói rằng là như thế này này, tôi sinh ra ở miền Nam tôi cũng không biết ông Hồ là gì cả, người ta cũng không giáo dục của tôi là biết ông Hồ như thế nào, nhưng tôi cảm ơn ông Hồ, bởi vì ông Hồ đã thống nhất được miền Nam Việt Nam để nhân dân hai miền không còn đổ máu nữa. Đây là một người, những người mà tôi nói là những người người tôi người ta ngồi tâm sự, người ta năm nay người ta hơn 80 tuổi rồi, là người trong cuộc. Anh xin lỗi, tôi anh À ngắt này lại 1 phút. Cái bạn Cao Thanh rồi, Nhàn này, thì bạn bạn có muốn lên chương trình không? Nếu mà lên chương trình, ở chương trình này chúng tôi có một cái quan điểm là rất là rõ ràng, cái là chúng tôi sẽ tranh luận một cách rất rồi. là bình đẳng. Nếu bạn muốn lên chương trình thì bạn gửi ok, tôi sẽ mời bạn lên. Vâng, mời anh tiếp Giờ tục. nếu bạn nào còn nên phản biện thì cho bạn ấy lên. Vâng, anh luôn Tôi mời anh cứ tiếp tục ạ. Vâng. Bạn ok, hiện tôi sẽ tại mời là anh ở ra hiện tại ở hàng xóm nhà tôi đây là còn hai người là đã cầm súng đạn đi càn quét ở các miền, ở các cái đồng bằng như là Đồng Tháp 10 và khu vực Đồng Tháp 10 và khu vực như cái kiểu là Tứ Giác Long Xuyên gì đấy, là người ta đã cầm súng là đi càn quét ở các vùng đó. Cho nên là người ta nói những cái lời nói sự thật của người ta, là người ta nói thẳng với nhau ra là đúng như lời tôi nói, là người ta cũng không nên chơi với người Mỹ. Người Mỹ sang Việt Nam là cũng chỉ vì cái quyền lợi của người Mỹ. Đúng rồi, vâng. Khi khi dựng lên rồi thì người ta cũng nói rõ là khi dựng lên Ngô Đình Du, Ngô Đình Diệm, nhưng khi khẩn làm không được việc là có âm mưu ám sát là do người Mỹ mà. Vậy làm sao mà chơi được? Cho nên người ta nói đúng, tôi nói một sự thật là người ta nói với tôi là như thế. Tôi cũng ngồi chẳng hạn như với tôi với các bác ấy thì không còn cái từ người quân người quyền nữa, bởi vì cái từ người quân người quyền thì nó chỉ là trong sử sách thôi, còn bây giờ là người dân với nhau thì không còn cái từ đó trong 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 cuộc sống dân làng với nhau. Cho nên là chúng tôi vẫn ăn nhậu với nhau, chúng tôi vẫn đám cưới xin ngồi chơi với chuyện với nhau bình thường.
Cho nên những cái người nào mà người ta mang cái tư tưởng cực đoan ấy, người ta chỉ biết cái ích lợi cá nhân, cho nên là người ta muốn muốn âm mưu một cái gì đó trong đó để người ta mang cái chất hận thù thôi. Người ta muốn sửa đổi hoặc là người ta muốn gọi là gỡ lại một chút danh dự cho người ta ấy thôi. Chứ còn cái chế độ của miền Nam Việt Nam là sụp đổ là chính xác. Người ta bảo sụp đổ là chính xác mà người ta còn cảm ơn mà, người ta bảo còn cảm ơn. Những người sống miền Nam thì thực tế là cái nền giáo dục người ta cũng nói rõ là không biết ông Hồ, rõ ràng không biết ông Hồ là gì cả. Chỉ nghe tuyên truyền là thế nọ thế kia thôi. Nhưng mà ta còn phải cảm ơn mà. Cảm ơn là bởi vì lý do là người ta không biết nhưng ta người cần này ta cảm ơn. Cảm ơn là nhân dân không còn đổ máu nữa, thế là tốt rồi. Để mà yên ổn làm ăn như ngày hôm nay. Chẳng có lời nào mà bằng cái lời quê hương mình. Chẳng có lời anh có đi Mỹ hay có đi lên trời lên biển là không chỗ nào bằng nơi chôn rau cắt rốn của bản thân mình. Anh phải nói nó là như thế. Còn bây giờ anh sang bên nước Mỹ hoặc anh vì một cái lợi ích cá nhân nào đó, anh quay lại anh nói xấu chính bản thân người người dân làng mình, trong đó là có tổ tiên ông bà nhà mình, thì người ta trong cái từ dùng từ là ngu gia truyền hoặc là ngu ngu bền vững của cái cô lào đó, thì tôi nói thật theo tôi nó là ngu. Ngọc À còn Hiếu ạ. tôi Vâng, thì tôi lại đây là dùng cái từ là bây giờ ngu này, này là anh ừ. xin lỗi anh cho tôi nói một tí xíu. Hiện nay anh đang ở tỉnh Đắk Lắk đúng không ạ? Tôi đang ở Đắk Lắk. Anh ở Đắk Lắk, anh ở cái thành phố Buôn Ma Thuột hay anh ở cái vùng huyện nào anh? Tôi ở huyện thôi, tôi cách thành phố Buôn Ma Thuột là khoảng chừng 60 cây. Vâng anh ạ, bây giờ này tôi có một cái đề nghị với anh như này. Người ta bảo là những cái đồng bào ở biên giới hải đảo hoặc vùng sâu vùng xa là nghèo lắm, mà tôi thấy ở nhà anh thì là kinh tế cũng rất là khá. Anh có thể quay những cái xung quanh cái chỗ Tôi anh đang nói ngồi thẳng ấy đây, cho anh cho đồng cho các bạn xem một tí xíu. tôi là cách thành phố Buôn Ma Thuột, tôi là thành phố Buôn Ma Thuột, tôi là vùng nhà quê 100% như nhà Vâng tôi này, đấy, anh quay đấy, đây nhà anh đấy, thấy không, các bạn thấy không đây nhà tôi này. đấy. Anh ở cái vùng nhà quê cách thành phố Buôn Ma Thuột 60 cây Đấy số. Rồi, rất cảm ơn anh. đó nhà tôi đấy, Vâng, và rồi thấy tôi coi như cách là những 60 cái cây số, tôi người ở vùng nhà quê vâng, ở vùng quê Buôn Ma Thuột cách thành phố Buôn rồi. Ma Thuột 60 cây số, mà coi như đấy chỉ nhìn cái phòng khách của anh đấy xem đồng bào dân tộc và các đồng bào sống ở những cái miền miền đấy. Chỗ anh là một gọi là cái miền gọi là cũng là nhà quê mà xa xôi hiểm lánh rồi đúng không? Mà cái kinh tế phát triển như thế thì nhìn phòng khách nhà anh cũng sẽ toàn bộ hiểu đấy. Thế bạn Cao Thanh Hàn đâu, hoặc là những cái bọn dân chủ quậy bảo là sống ở Việt Nam ở vùng Đắk Lắk các thứ nghèo khổ, các bạn xem anh đấy là anh là người nông dân bình thường trong tôi biết. Vâng Tôi là người, bây giờ các bạn cứ nhìn tôi là tôi là người nông dân thực thụ này, vâng 100% là nông dân, tôi là người trồng cà phê, ăn phớ tôi là dạ người trồng cà phê chứ không có gì cả, một nông dân thôi. Người nè, ta là mang tính chất là người tôi ta xin hỏi anh ạ. Anh có phải là dân vùng kinh tế mới ngày xưa không đúng rồi, ạ? Vâng. tôi là ở người ngoài Bắc, tôi vào đây làm kinh tế là được khoảng hơn 20 năm. Vâng. Xin lỗi. Khi Anh cho tôi xin lỗi. Đấy, tôi mới chứng minh cho tất cả mọi người ở thấy những người nào người ta ví dụ đầu tiên tôi biết thì tôi cũng có một số người nhà ở những cái tỉnh Bình Phước cũng phải đi vào vùng kinh tế mới. Đầu tiên vào cũng rất cực khổ, các anh rất cực khổ tôi biết đấy, nhưng mà dù có vì có những cái sức lao động và các anh chịu thương chịu khó và biết tính toán thì kinh tế của anh sẽ rất là giàu tôi biết đấy. Chứ tôi hỏi anh thôi, nhưng mà để cho một số bạn, nhất là những cái bạn mà phe đối lập ấy, ở đây nhìn vào những người nào ví dụ là người ta làm ăn chịu khó nọ kia, ví dụ tôi xin lỗi anh và tất cả các bạn, ngày xưa bọn nó bảo là coi như là cộng sản và chiếm miền Nam đẩy những người miền Nam lên trên vùng kinh tế mới đúng không, để lao động vất vả đấy, những thành quả lao động của các anh đấy. Vâng xin mời anh. bây giờ mình phải nói với nhau là như thế này này, ở chỗ tôi nếu mà nói như vậy thì ở chỗ tôi cũng có, nhưng mà người Vâng. ta ở đây ấy, là người chỗ tôi cũng có những người như vậy, nhưng mà người ta còn cảm ơn là nếu như bây giờ mà không cho được vào đây thì bây giờ là không có vườn tược, thì ở nhà vì ở vùng quê người ta thì bây giờ người ta cũng không biết làm cái gì ngoài chắc chỉ là vào khu công nghiệp thôi, Đúng rồi. cho nên người ta những người người ta vào đây bây giờ người ta cũng giàu có rồi hết rồi. Cách đây độ khoảng 20 năm khi đất nước là bắt đầu trang chuẩn bị đổi mới thì tôi vào trong này. Vâng. Thì thực tế là lúc lúc đó thì
Giờ chúng tôi chỉ biết là cơm no áo ấm thôi chứ không biết gọi là ăn cơm ngon đâu. Nhưng đến bây giờ thì khu vực chỗ nhà tôi Chào này bạn ạ. thì là cái thu nhập của đầu người của người ta ở khu vực tôi đang ở này, khu vực đầu người của người ta là bây giờ là nó nằm độ khoảng 60-70 triệu đồng một một đầu người một một năm rồi. Ở cái chỗ quanh cái xã của tôi này. Chứ không không còn ít đâu, còn cách đây được khoảng vài chục năm thì đúng là chúng tôi chỉ biết là ăn cơm no mà ăn cơm no mặc áo ấm thôi chứ cũng không được ăn cơm ngon. Đến bây giờ khác hoàn toàn hết rồi. Khoảng chừng 20 năm nay là trở lại đây là khác hoàn toàn hết rồi. Người ta chỉ xuyên tạc thôi chứ không Cái đến mức độ khổ như vậy bạn Cao Xanh Nhàn này thì thấy cái thời gian ở trong thôi. Việt Nam này khi mà có chính quyền vị Sài Gòn ấy, thì có chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Việt Nam không? Đấy. Thế chưa? Các bạn o ép quá thì dân miền Nam người ta tự nổi dậy đúng không? Năm 1997 tôi nói với anh và các bạn này, năm 1973 nhé, tỉnh anh biết cái gọi là cái ngày xưa gọi là Phước Long đúng không, đã giải phóng Phước Long rồi. Cái vùng Phước Phương Long Long, thì Vĩnh hiện nay Long. gọi là Bình Phước nữa. Thế anh xin mời anh. Bây giờ chỉ hỏi hỏi các bạn đấy, nếu như là một cái chế độ nó tốt thì tại sao nó sụp đổ? Mà hỏi các bạn đấy lại một câu nữa, thế thì người miền Bắc các bạn đã có một cái clip nào hoặc có một cái hình ảnh nào mà người dân miền Bắc là đi càn quét ở cái vùng nông thôn bắn giết ở chính Đúng người rồi. người miền Bắc đâu? Mà người miền Nam này ở lính tráng đi càn càn ở cái vùng nông thôn là giết dân dân thường rất là nhiều. Đấy là một cái bằng chứng của một cái chế độ nó chỉ vì là cái chế độ tay sai. Đấy là một cái bằng chứng thực tế là như thế. Còn ở ngoài miền Bắc các bạn thử nhìn cho tôi là ngoài cái việc các bạn nói là cái chuyện cải cách ruộng đất của năm sáu mấy ấy thì có giết được một số người đại địa chủ Một chín là năm cái đấy là tư anh có. ạ, một chín năm À, tư đấy cái đấy là có. Nhưng mà cái đấy là giết đúng đối tượng, sai không đáng kể. Sai có sai nhưng không đáng kể. Giết chúng đúng đối tượng. Còn những người dân vô tội là không có, không như không biết ai. tôi Còn ở nói miền Nam ấy. vâng, xin lỗi anh này, bây giờ anh nói về cái năm 1954 thì tôi mới nói giới thiệu Rồi. anh với tất cả các bạn là quê tôi ở cái tức là trung tâm ở cái vùng gọi là đồng bằng Bắc Bộ, là tôi ở cái Rồi. tỉnh tỉnh Nam Định anh ạ. Đấy thì là Rồi. ông nội tôi hiện nay còn sống, và cái thời gian cái ở cái tuổi tôi cũng có rất nhiều những cái bà con hàng xóm người ta nói quê tôi hầu như không chết ai. Cái chuyện mà địa chủ mang gia đình đấu tố thì có, ví dụ là ông nào mà ví Có dụ cái là giàu có. có các thứ đưa ra thì là để cho những cái người mà Ừ. nghèo ấy, người ta kể tội ông này tội gì nọ kia tất cả thứ. Riêng quê cái Rồi. vùng Hải Hậu quê tôi, cái huyện tôi ấy, là không giết ai cả. Đấy thì ở cả miền Bắc thì tôi nghĩ rằng cái chuyện giết là có, nhưng mà bọn nó đưa con số 200 Có. người là chúng nó bố láo bố toét. Đấy Không 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 có đâu. vâng. Ở cái vùng nhà tôi ấy thì là ở cái vùng nhà tôi là nó thuộc cứ gọi cho nó là một xã đi. Vâng. Ở cái vùng nhà tôi là hình như nó có một xã thôi là giết có một người thôi chứ làm gì mấy mấy trăm nghìn người nó không có đâu, cái đấy là nó Vâng xuyên tạc vâng. thôi, không không Dạ. đáng kể. Nhưng mà đây đây cũng là đúng đối tượng, có sai sót nhưng sai sót không đáng kể. Đúng rồi. Còn ở trong miền Nam ấy là giết người dân lành rất là nhiều, Dạ. giết người dân vô tội rất là nhiều, cứ cứ ở trên máy bay nhắn xuống còn ở dưới là đi càn. Ở các vùng nông thôn chỉ có những người nào người ta nói rõ là những người mà bây giờ các bác ấy khoảng trên 80 các bác, một chỉ có những người nào đi lính ấy, là một người đi lính là nuôi được cả nhà, là những gia Dạ. đình ấy sung sướng. Đúng rồi. Còn đâu những người nào mà không đi lính là khổ lắm, rất là khổ. Cho nên là cái chuyện mà người ta nói thì là người ta nói thôi. Đúng rồi. Nhưng mà anh Đúng ạ, đấy. tức là cái chuyện người ta nói thì người ta nói, nhưng vấn đề là những người dân của mình ấy, người ta mà ví dụ có cái kém hiểu biết một tí thì anh em mình cũng phải đứng lên phản biện để cho bọn nó, tức là những người đó người ta biết à cái vấn đề không phải như thế. Bây giờ tôi nói với anh với tất cả các bạn này, Đúng rồi. chúng cứ nói là cộng sản ác đúng không, thì bây giờ tôi mới chứng minh cho ác này. Tức là khi mà quân giải phóng miền Nam Việt Nam cộng với quân Bắc Việt chuẩn bị tiến vào giải phóng Sài Gòn thì ở bọn chính quyền huyện Sài Gòn nó tuyên bố là sẽ có tắm máu đúng không, thì thực tế ra là khi mà mình vào giải phóng miền Nam, vào giải phóng miền Nam và giải phóng Sài Gòn đấy thì đâu có tắm máu đâu đúng không. Các binh Đúng sĩ không? thì là sau đó tức là những quân giải phóng miền Nam mới kêu gọi mọi người ra trình diện đúng không, lính tráng tất cả các thứ
ra trình diện hết. Những người không phải sĩ quan là lính thì là chỉ tập trung gọi là nghe người ta phổ biến về vấn đề chính sách nào kia có 3 ngày thôi là bắt đầu đã trải về dân thường rồi. Còn lại ví dụ sĩ quan từ cấp úy, thiếu úy trở lên thì bắt đầu mới đem đi tập trung cải tạo. Cộng sản có giết ai không? Có tắm máu ai không? Đúng không? Đấy là những cái dân nhân văn quả coi như là cái nhà nước mình đối với lại bọn ngụy Sài Gòn. Còn sau này ví dụ các ông đi tù, lại cuối cùng với hợp tác cùng với Mỹ còn cho các ông coi như là đi xuất theo diện HO nữa, đúng không? Đấy thì bao nhiêu năm một số ông bây giờ còn chạy sọt để mà ví dụ là à, mình đi ví dụ hạn 2 năm 30 tháng thì mới được đi diện HO, ông còn chạy thêm ra nữa để mà đi dạng HO. Còn một số người vượt biên thì tôi nói thật với anh là như này, nhiều khi tôi rất quý trọng những người nào người ta nói lên những cái sự thật của ta. Ví dụ những người vượt biên là một số cái bọn ở sang này sang bên kia chúng nó bắt đầu quay về sủa là chúng tôi đi vượt biên là chúng tôi không thể sống được với chế độ cộng sản, toàn bộ là bố láo hết. Là về là cái hồi đó đất nước, cái tuổi anh có khả năng anh cũng biết, tức là cái đất nước sau giải phóng 1975 đến 1978-79 đến năm tận năm gần một năm 1990, đất nước ta cái nền kinh tế đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn đấy. Thì là ví dụ là một số người thì người ta không chịu nổi cái khó khăn đó, người ta vượt biên, mà vượt biên sang ví dụ từ miền Nam này sang Thái Lan là rất là gần, từ miền Bắc sang Hồng Kông thì gần, đúng không? Hoặc sang ra ngoài biển thì được các tàu hàng người ta cứu vớt, sau đó được định cư ở Mỹ, ở Úc với ở các nước châu Âu. Thì nói chung là người ta vượt biên thôi, tức là chỉ vì cái lý do kinh tế người ta vượt biên, chứ còn không phải là căm thù chế độ cộng sản nọ kia gì tất cả, anh hiểu không? Cho nên là đúng rồi, quý trọng những cái anh Việt kiều hiện nay đã đi vượt biên sang Mỹ. Mà cái anh nói là thôi cái vì đó hồi đất nước Việt Nam nó khó khăn quá thì chúng tôi đi vượt biên, đồng bào chúng tôi trong nước chúng tôi thông cảm chứ, đúng không? Chứ bây giờ chúng nó nói, các bạn nói sự thật đừng xuyên tạc là được. Vâng, xin mời anh. Cái này đây, cái chuyện vượt biên này thì tôi phải nói này, cái chuyện vượt biên này thì tôi thấy là nhà nước nhà mình ấy là nếu nhà mình là đảng là rất là nhân đạo, nếu như là không nhân đạo thì họ không còn cơ hội để mà vượt biên đâu. Đúng rồi. Ở đấy là hình thức, là một hình thức rất nhân đạo của nhà nước, của đảng, của nhà nước. Còn cái chuyện vượt biên thì nếu mà nói chính xác là cái thời đó là tôi vẫn được khoảng 17, 18 tuổi. Vâng. Thì là bạn tôi ấy, là có một số bạn tôi cũng vượt biên. Nhưng lúc đó là người ta vượt biên vì kinh tế, không phải vì chính trị. Đúng rồi. Bạn tôi lúc đấy nó cũng 17, 18, 20 tuổi, chúng tôi làm gì mà biết chính trị là gì đâu, chỉ là cái hình thức là vì kinh tế để vượt biên. Bạn tôi cũng đầy người vượt biên, xong bắt đầu là đi ở Hải Phòng là bị người ta bắt được, người ta còn bắt quay về, người ta cạo đầu chọc đầu đi, cái đấy là có. Vâng. Bạn tôi còn có mà. Thì bạn những thời chúng tôi làm gì có chiến tranh đâu mà chính trị, chỉ là đói kém thôi. Còn cái người mà ở Việt Nam Cộng Hòa đấy, nếu như bây giờ mình phải nói với nhau là bằng thẳng với nhau như thế này này. Ở cái thời tôi, bạn bè tôi là toàn những con nhà giàu có, nó có mấy cây vàng nó vượt biên được. Còn chúng tôi là không có tiền để mà vượt biên đâu. Còn những người Việt Nam Cộng Hòa mà vượt biên, là người ta lúc đấy là người ta nói thẳng với nhau là người ta vẫn còn cổ của ngày xưa để lại để người ta mua tàu, mua bè, người ta vượt biên đấy. Đúng. Còn những người mà cực tế về kinh tế chúng tôi là người ta không có tiền nữa cơ. Thế nên là tôi thấy là cái chuyện mà vượt biên của họ, họ xuyên tạc. Ở đây nếu như không có một cái sự gọi là nhà nước mình nhân đạo ấy, thì không có cơ hội để mà các anh vượt lên được. Đúng rồi. Vâng. Tao ơi, toàn những đại úy mà thiếu úy, cái trận mà giờ lên mạng, cái trận mà ở Đồng Nai khét tiếng Xuân Lộc Đồng Nai, toàn những ông tướng giết bao nhiêu người mà tại sao người ta không giết công đi? Toàn những thành phần toàn nữ đoàn trưởng, trung đoàn trưởng cầm quân giết bao nhiêu người ấy. Mà cuối cùng bên cộng sản cũng có giết đâu, chỉ cho học cải tạo xong là tha. Cái chuyện đấy nói là người ta độc mang cái tính chất vu khống để xuyên tạc, để lừa bịp một số người. À, tôi nói chuyện lừa bịp nhá. Ở Tây Nguyên này là cũng lừa bịp, là con thời lừa bịp bà con đồng bào là trốn sang nào Campuchia ấy, cũng không về, cũng không bán hết cả đất cát về đói rồi làm thuê làm gì. Cũng nói là các bạn đi đến ngã sáu Buôn Ma Thuột là có máy bay Mỹ đến đón, mỗi một người được $5,000, có được đồng mẹ nào đâu. Anh ạ, xin lỗi anh. Có một cái chị này, chị Ngọc Phạm này, chị cũng bình luận một câu rất hay này. Tức là Philippines nó đi trước Việt Nam lâu lắm rồi,
ngày đấy nó đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến giờ dân Philippines nó đa phần vẫn đói. Chị cái ấy rất là hay. Đấy, tức là vừa nãy tôi đã đưa một con số, tức là năm 1974 GDP của bên chính quyền huyện Sài Gòn mới chỉ là 54 đô la trên một người. Đấy, còn ở Philippines là 343 đô la trên một người. Đấy, tức là tôi tính cái nội lực của cái nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa và Philippines. Thì hiện nay cái nền kinh tế Philippines nó còn sau mình nhiều, anh cũng đã nói. Và trong đó thì mình mới phát triển được cỡ khoảng 20 năm nay thôi, chứ không phải là 43 năm. Đấy, xin mời anh. Tôi thì nói thật ra nói là tôi nói thật là tôi là người nông dân, tôi cũng hay đi làm, tôi cũng hay tìm hiểu sâu. Nhưng mà tôi hỏi các bác mà hay ngồi nói chuyện với tôi đấy, người ta nói là những người đi lính ấy là hầu như tất cả đều từ cái tâm đều phải mang từ nước ngoài sang. Chứ Việt Nam mình ở cái thời ở Việt Nam Cộng Hòa đó là không làm được cái gì cả, tất cả đều mang ở nước ngoài sang hết. Và những cái dịch vụ ăn theo, những cái dịch vụ ăn theo để làm cho làm đĩ làm điếc rồi làm mọi vấn đề cho lính ngụy ấy, lính Mỹ ấy, là giàu có thôi, còn nông thôn là không có cái gì cả. Tôi nói các bạn, xin lỗi anh nói các bạn Cao Thanh Nhàn này, tức là cho nên là những câu sau bạn tôi sẽ biết, các bạn sẽ viết tiếp cái câu sau nữa. Tức bạn nói ông tổng trọng, ông chống tham nhũng, tức là cũng chẳng phải là chống tham nhũng đâu. Tức là bạn sẽ viết câu sau nữa, đó là kiểu tiêu diệt bề cánh. Cái luận điệu các bạn tôi đọc được cái câu sau. Đấy, cho nên là nói chung là những cái đầu óc của cái các bạn nó còn quá kém. Thôi xin mời anh. Mà ở đây như này, cái tụi ba que ở nước ngoài họ về họ xuyên tạc một vấn đề, nhưng ở trong nước này, hiện tại là ở trong nước có một số mang tính chất là cực đoan. Yeah. Mang cái chuyện thái hóa cực đoan là cũng nên trên cộng đồng mạng nói xấu đảng và nhà nước cũng rất là nhiều. Yeah. Là cái loại này là loại cực đoan là từ này từ cái thời Pháp nữa cơ. Nếu mà không nói đến họ cái đối tượng này lại là cái đối tượng, theo quan điểm của tôi cái đối tượng này cũng lại không nguy hiểm không kém đâu. Họ mang cái tư tưởng cực đoan từ cái thời cha ông của họ để lại. Đối tượng cực đoan trong nước bây giờ cũng nên mạng nói xấu rất là nhiều. Mà tôi cũng không hiểu là bây giờ là nhà nước cũng có nhiều cái nhân đạo, chứ còn nhiều lúc mà không thể chấp nhận được xuyên tạc từ trong nước, xuyên tạc ra cộng với cái đối tác nước ngoài nữa. Đốt bóp méo sự thật. Ở đây nó chỉ là mang cái tính chất là thù hận cá nhân, thù hận chế độ. Nếu mà không nói cái đối tượng này nào thì mình cũng lại không chống lại cái đối tượng cực đoan trong nước này, có khi mình cũng lại trở thành người sai lầm nữa, phải chống ngay cái tụi trong nước này, cả cái tụi trong nước này nữa. Đúng rồi. Tức là đấy, tôi nói anh này, cái bọn dân chủ quậy trong nước này được cái sự tiếp tế về cái vật chất, về đứng đồng đô la của mà chống cộng cực đoan bên đấy. Trong về chúng này, chúng nó chỉ chống về, tức là nói về cái vấn, chúng nó chỉ về vấn đề tiền thôi anh ạ. Chứ chúng nó ở những cái thằng dân chủ quậy trong nước này, chúng nó chẳng có yêu gì đất nước, dân tộc này. Mà chúng nó chỉ vì cái lợi ích mấy trăm đô la một tháng thôi. Đấy, thì anh nhìn chúng nó biết. Bây giờ ví dụ đất nước mình nhé, là bọn, tôi không nói bọn chống cộng cực đoan. Bây giờ nói bọn dân chủ quậy, suốt ngày cứ nói là hiện nay Trung Quốc chiếm hết Việt Nam rồi. Nọ kia tất cả thứ, anh hiểu không? Anh là những người ở bên Tây Nguyên, còn chúng tôi là người đây, còn một số anh như anh Trần Thành Trung hoặc anh Vương Hùng ở biên giới Lào Cai, tất cả kia chiếm ở đâu, chiếm chỗ nào. Nhưng bảo chúng nó chỉ ra, chúng nó bảo ở ngoài Biển Đông. Và Biển Đông thì riêng bản thân tôi đã làm rất nhiều cái clip giải thích về cái chuyện Biển Đông hoặc cái Trường Sa Hoàng Sa, chúng nó biết rồi. Đấy, nhưng mà cái chuyện chúng nó cố tình anh ạ, cố tình để kiếm những cái đồng đô la của cái bọn ở bên kia. Nhưng mình ở đây mình nói phản biện cho chúng nó để cho những cái đồng bào ở trong nước mình ấy, những cái người mà người ta có cái nhận, tức là có cái nhận thức về những chính trị xã hội người ta chưa được rõ ràng lắm đấy, thì người ta nghe để người ta biết đất nước mình là như thế này, mà cái bọn chống cộng cực đoan là như thế này, bọn dân chủ quậy nó là như thế này anh ạ. Vâng, vâng, xin mời anh. Mình phải nói với nhau như thế này. Bây giờ là nếu mà nói về cái câu bán đất bán nước ở Trung Quốc này thì tôi này vẫn cứ hay có cái bình luận với họ. Tôi bảo là bây giờ là mình phải dùng cái từ là đất nước mình cực kỳ là tự do. Bây giờ là mình làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Trung Quốc sang đây, các nước ASEAN lên đây đều sang đây làm ăn, mình cũng sang các nước đó không cần visa. Và có một số nước châu Âu không cần visa. Đấy là một cái hình thức là đất nước mình Việt Nam mình đang phát triển mà làm ăn với tất cả mọi nước trên thế giới.
chứ không phải là người Trung Quốc họ sang đây họ làm ăn, họ sang Nam bình thường, mình cũng sang họ là bình thường, bởi vì hai nước đã ký kết với nhau rồi. Chứ họ sang đây họ mua đất hay họ làm gì đó là họ đều có khuôn khổ và pháp luật. Mà họ sang đây họ cũng chỉ làm có mua đất thì họ trồng rau trồng cỏ, họ làm nông nghiệp họ bán thôi, họ mang về nước họ bán, chứ họ mang đất về họ nhà họ được đâu. Họ sang họ ký kết các hợp đồng làm doanh nghiệp hoặc là làm mua đất để làm nông nghiệp, cái đấy là một hình thức làm ăn người chung, người Việt Nam mình. Còn sang bên Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Lào còn nhiều hơn họ. Sang đây thì Anh, sao? bây giờ này tôi hỏi Đấy. Cao Sinh Nhàn nhé, như xin ăn, Việt Nam xin ăn ai? Hiện nay Việt Nam xin ăn ai? Xin ăn cái gì? Mà đi xin ăn, đúng không? Bây giờ nhá, cái tư tưởng của bạn lúc nào cũng là cái tư tưởng đi ăn xin, muốn nằm ngửa để cho người ta đổ cơm sẵn vào miệng cho mà ăn, đúng không? Còn ở bây giờ ở chế độ nào cũng thế, đất nước nào cũng thế. Ông, đất nước ông phát triển thì dân ông giàu có, mà con người ở trong đất nước ông cũng chịu khó ông làm thì ông giàu có và ông có cơm ăn. Chứ bây giờ không có cái chuyện kể cả những con người dân, mà kể cả đến tầm vĩ mô hơn là tầm đất nước, không ai có thể ngửa tay ra để cho các nước khác viện trợ, đúng không? Chẳng qua người ta viện trợ nhân đạo, chẳng qua là ví dụ anh có thiên tai bão lũ hoặc là người ta bị thế này thế khác thì những cái nước kia người ta viện trợ gọi là vấn đề tinh thần thôi. Đấy, cho nên là Lại đúng nói là về đấy, gọi là cái lại tư nói về cái tưởng. vấn đề, cái tư tưởng của họ là họ họ thực tế là họ là những người không hiểu biết như này. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn nghe này, Nhật Bản bị động đất, Việt Vâng. Nam mình vẫn cứ gửi hàng sang Nhật Bản để hỗ trợ động đất, Mỹ Vâng 1 triệu bị đô. lụt, Vâng 1 triệu đô. Mỹ bị lũ lụt, người Mỹ bị lũ lụt, Việt Nam mình vẫn gửi hàng sang Mỹ, Đúng. đó là cái chuyện tình cảm viện trợ giúp đỡ cho nhau những lúc khó khăn. Thì các nước ngoài họ cũng lại giúp đỡ Việt Nam trong lúc hoàn cảnh khó khăn là chuyện bình thường, không có cái gì đâu. Cho nên là họ nói như vậy là họ chỉ nghĩ về một chiều thôi, họ ngu ngu bền vững quá rồi. Cái người Mỹ người ta giàu như thế, Việt Nam mình nghèo, mà tại sao mà đến bão bão lụt mà người Mỹ mang vẫn ở Việt Nam vẫn gửi hàng sang chúng Mỹ là làm sao? Đúng. Rồi là cái trận động đất, Việt Nam mình bây giờ vay của Nhật, vốn ODA của Nhật về để phát triển kinh tế, nhưng mà khi khi người Nhật người ta bị động đất, Việt Nam mình vẫn gửi hàng sang tiền sang viện trợ, là chuyện đấy là chuyện tình cảm, đi qua đi có về chứ có gì Em, đâu. bạn Châu Linh bảo sao sao lờ là sao lờ cái gì? Ở đây nhá, chưa ai nói một cái câu bậy nào cả. Bạn ở bên phía đối lập mà bạn nói cái câu này, ở tất cả tôi theo cái chương trình này chưa ai nói một cái câu bậy, thấy chưa? Những dụ tùng chưa ai đưa ra mà bạn là Bây người giờ đầu tiên đây, được đưa ra. người bão lụt của lịch sử của nước Mỹ, Việt Nam thì gửi tiền cho nó bao nhiêu? Dù không nhiều nhưng có gửi. Tôi nói với bạn À Châu Linh là như này này, ví dụ ở như là đất nước nào có một cái khó khăn gì đấy, ví dụ thiên tai bão lụt, Nhật. ví dụ mình không cái tiền mình gửi sang hoặc hàng hóa mình viện trợ sang đấy, nó chỉ có tính chất nhân đạo thôi, tức là tượng trưng à cái tình cảm của chúng tôi đối với lại cái Đúng nước rồi. đó đấy, chứ nó không, chứ ý nghĩa vật chất thì nó cũng không phải là quan trọng lắm. Cho nên là cái đầu bạn ấy nói chung là tôi thấy quá kém đấy. Xin mời anh. Nó cái loại đấy là nó ngu quá, ra phả rồi, ngu từ đó truyền đời kia rồi. Bạn không tin bạn cứ gõ vào Google ấy, bạn tìm hiểu thử xem là người Mỹ có nhận hàng của Việt Nam không, người người Nhật có nhận hàng của Việt Nam không, trong các trận động đất và trận bão lụt không. Cái chuyện đấy là cái chuyện tình cảm giữa Đúng ngoại rồi. quan hệ ngoại giao giữa các nước với nhau. Chứ còn đừng có hiểu như là cứ phải là người giàu không nhận tiền người nghèo đâu, không phải như thế. Cũng giống như là bạn nhà giàu nhưng bạn ốm đau người nghèo vẫn đến thăm mua đường mua sữa là bình thường, không có gì đâu. Nhưng mà các bạn dốt thế. Vâng. Cho nên là ở đây các bạn đừng nghĩ nghĩ một chiều, không thể nghĩ hai chiều được đâu, các bạn nó chỉ đến đấy mà thôi. Tôi mời bạn lên thử bán xem bạn ấy có đưa cho những con số nào hay hơn như vậy không? Vâng, rất cảm ơn anh đã lên tham gia chương trình với tôi. Thì